Xóa hỗ trợ của ban ngành đoàn thể, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể xóm Tam Thái cùng bà con, anh em nội ngoại gần xa đến sẻ chia nỗi đau bệnh tật cùng gia đình. Trong hai ngày qua được tin anh tôi qua đời, gia đình chúng tôi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, hội hiếu, bà con trong xóm Tam Thái trong việc tổ chức tang lễ cho anh tôi, thay mặt gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Gia đình chúng tôi cũng xin được sự cảm ơn với sự quan tâm, ân cần thăm hỏi, cúng viếng của các ông bà, cô dì, chú bác, các em, các cháu bên nội, bên ngoài, của thông gia đôi bên, của đảng ủy, các ban, ngành, của xã Hóa Thượng, xã Khe Mo, xã Bốn Thượng, cùng các cơ quan nơi mà anh tôi công tác, chị tôi và các em của anh tôi, các cháu đang công tác hoặc đã nghỉ hưu. Trong giờ phút đau thương vĩnh tiễn biệt, anh tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, không biết nói gì hơn. Thay mặt gia tang, một lần nữa xin được cảm ơn cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể, hội hiếu xóm Tam Thái cùng toàn thể anh em nội ngoại, con cháu thông gia, cơ quan, đoàn thể đã đến cúng viếng chia buồn cùng gia tang. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, chúng tôi xin được lượng thứ. Sau khi đã làm lễ an táng cho anh tôi mồ yên mà đẹp, thay mặt gia đình xin kính mời lãnh đạo hội hiếu cùng họ hàng bạn bè trở lại gia tang dự bữa cơm chia buồn cùng gia tang. Xin trân trọng cảm ơn, một lần nữa xin được cúi đầu xin cảm ơn tất cả. Ban tổ chức lễ tang xóm Tam Thái xin chân thành cảm ơn đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Hóa Thượng, xã Húng Thượng, xã Khe Mo, phòng tài nguyên môi trường Đồng Hỷ, ban liên lạc sở kế hoạch đầu tư hưu trí tỉnh Thái Nguyên, công đoàn trung học cơ sở Hóa Thượng, Húng Thượng, hội cựu giáo chức Húng Thượng, hội đồng đội huyện Đồng Hỷ, hội cựu chiến binh xã Hóa Thượng, hội đoàn nhân chức đồng Cao Cam xã Hóa Thượng, công ty phát hành sách thiết bị trường học Thái Nguyên, chi bộ Tam Thái, chi bộ, chi hội cựu chiến binh xóm Tam Thái, cán bộ và nhân dân các đoàn thể xóm, nhân dân xóm Tam Thái, chi bộ trung học cơ sở xã Khe Mo, phòng điều độ công ty điện lực Bắc Cạn, trường trung học cơ sở xã Khe Mo, chi hội người cao tuổi xóm Thông, chi hội người cao tuổi xóm Tam Thái, trạm y tế xã Khe Mo và cùng các thông gia nội ngoại, bà con làng trên xóm dưới, anh em họ hàng thân bằng quý gần xa cùng toàn thể và con cháu đến cúng viếng cho ông Dương Xuân Khánh và chia buồn cùng tang chủ. Trước khi tiễn biệt ông Dương Xuân Khánh đến nơi an nghỉ cuối cùng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng xin cảm ơn đoàn nhạc hiếu xóm Bài, xã Hóa Thượng, ban hậu cần xóm Tam Thái đã phục vụ nhiệt tình chu đáo cùng toàn thể các quý vị đã đến cúng viếng và chia buồn cùng tang quyến và tiễn đưa ông Dương Xuân Khánh về nơi giấc ngủ ngàn thu. Hiện nay đã đến giờ đưa ông Dương Xuân Khánh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ban tổ chức đề nghị anh em đã được phân công chuẩn bị đưa đi cứu ông Dương Xuân Khánh để ra xe tang. Đề nghị các con cháu nội ngoại mang bức chướng, mang vòng hoa ra xe và ban tổ chức lễ tang là đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ Tam Thái, các hội viên hội cựu chiến binh xóm Tam Thái đến nâng đỡ thi hài đưa đồng chí Dương Xuân Khánh ra khỏi xe.